Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị khán giả nội dung tập 739, câu chuyện Chàng Rể Phế Phật. Chúc quý vị khán giả nghe truyện vui vẻ. Cuộc chiến ở Thiên Thần Điện vô cùng cam go. Mặc dù người của Thiên Thần Điện không nhiều, chỉ tầm vài trăm, nhưng lại mạnh tới mức gây người, nhất là Tứ Đại Thiên Vương. Sức chiến đấu của họ vô cùng đáng sợ, dù là lôi hổ cũng khó mà chống lại được chứ. Đừng nói là các thành viên liên minh bình thường khác, Tứ Đại Thiên Vương giống như hổ giữa bầy bê. Họ điên cuồng chém giết, dù là ai thì cũng không thoát khỏi họ. Để đối phó với Tứ Đại Thiên Vương thì lôi hổ đã tập hợp các minh chủ chống lại họ. Ưu thế của đám đông được thể hiện vào lúc này. Lôi hổ phối hợp với minh chủ của cửu cung đấu kháng với một thiên vương, những người khác cũng hợp lại, hai đánh một mới cầm cự được. Những kẻ khác của Thiên Thần Điện bị người của Liên Minh bao vây, hai bên chém giết, thế nhưng mặt đất chỉ toàn là xác người của Liên Minh. Đúng lúc này, tông chủ Lạc Vân bèn ý thức được điều gì đó, bèn hô lên: "Đi theo tôi." Nói xong, tông chủ dẫn toàn bộ đám đông lao vào Thiên Thần Điện. "Tông chủ Lạc Vân, ông làm gì vậy?" Thành chủ Liên Kiếm Thành nhìn về hướng của tông chủ Lạc Vân và kêu lên: "Tôi chỉ đi giết Diệp Viêm thôi mà, ở đây giao cho các người." Tông chủ Lạc Vân nói xong bèn lao đi. Thành chủ, người của Lạc Vân Tông chắc chắn là muốn cướp châu báu rồi. Chúng ta không thể tới sau họ được. Người của Liên Kiếm Thành vội vàng kêu lên: "Khốn nạn, đi cùng tôi." Thành chủ Liên Kiếm Thành thấy vậy thì cảm thấy không cam tâm, bèn hô lớn và dẫn đám đông lao lên đỉnh núi. Các thế tộc khác thấy vậy thì làm gì có chuyện đứng yên. Dù sao thì những người cũng đông, mấy trăm nghìn người đối đầu với mấy trăm người thì những người ở vòng ngoài vẫn chưa đến lượt đụng độ với người của Thiên Thần Điện. Thế là một lượng lớn các thế tộc lao đi với ý đồ cướp châu báu bên trong Thiên Thần Điện. Tình hình đột nhiên có sự thay đổi, đám người lôi hổ chiến đấu mỗi lúc một chật vật và có dấu hiệu bị đánh bại. "Chuyện gì vậy?" Lôi hổ và minh chủ cửu cung gầm lên. "Báo cáo lôi hổ đại nhân, đám người đó lao vào Thiên Thần Điện nói là muốn giết chết Thánh Quân Diệt Viêm." Có người lập tức báo cáo. "Cái gì? Giết Diệt Viêm sao?" Lôi hổ giật mình nhưng lập tức quát lớn. "Một đám khốn nạn, bọn chúng vào đó là vì bảo bối đấy, một đám tham lam, và lúc này mà còn không đồng lòng đánh bại người của Thiên Thần Điện mà lại đi khoáng bảo bối. Nếu chỉ dựa vào những người ở đây thì khó có thể hạ gục được Thiên Thần Điện." Minh chủ cửa cung nói bằng giọng khàn khàn. "Lôi hổ đại nhân, giờ phải làm sao? Con đường xuống núi đã bị kết giao bao vào lấy rồi, giờ đường lui cũng không có, chỉ có thể chiến đấu thôi." Lôi hổ bặm môi, đôi mắt hực lửa, nhưng chuyện tới mức này ông ta cũng không thể trách được tám thế tộc kia được. Chỉ hy vọng những người này của Thiên Thần Điện bị phân tâm. Điều khiến Lôi Hổ cảm thấy bất ổn đó là đám người này lại không hề bận tâm tới đám thế tộc đang lao vào Thiên Thần Điện kia. Điều này hết sức vô lý, cứ như là đám thế tộc kia đang lao vào nơi không thuộc về bọn họ vậy. Lôi Hổ thấy vậy thì cảm thấy sai sai. Đúng lúc này, trệt, một luồng sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện trước Thiên Thần Điện, một bóng hình hiện ra. "Cái gì?" Lôi Hổ bàng hoàng, người kia khiến cho áp lực ập xuống họ. Sau đó, nguồn áp lực này lan ra khắp núi Thiên Thần. "Các người tại sao lại tấn công tôi?" Toàn bộ đám đông ngẩng đầu, sững sờ nhìn lên đại điện, ai cũng cảm thấy run rẩy. Thánh Quân Diệp Viêm xuất hiện rồi, uy thế khủng khiếp quá, khí tức thật đáng sợ. Đây chính là kẻ khiến người của nhân gian ớn lạnh sao? Xung quanh Thiên Thần Điện đều được chiếu sáng, không còn thứ gì còn sinh mệnh nữa. Hàng nghìn người đổ rạp, dù thực lực có mạnh tới đâu thì họ cũng thấy họ choáng váng. Những người đứng gần Thiên Thần Điện sợ tới mức vội vàng lùi lại. Cùng lúc này, bóng hình kia bước ra, tất cả đều có cảm giác vô cùng sợ hãi. Đám đông trố tròn mắt, có không ít người quỳ phục xuống, miệng run cầm cập. "Thần tiên, là thần tiên, bái kiến thần tiên." "Thần tiên giáng thế rồi." Bọn họ kinh hãi kêu lên. Trước mặt thần tiên, bọn họ thấy mình chẳng khác gì con sâu cái kiến. "Thánh Quân Diệp Viêm." Lôi Hổ nghiến răng, ông ta có thể nhận ra Diệp Viêm mạnh hơn rất nhiều so với lần trước ở ngoài thần mộ Chí Tôn. Rõ ràng hắn đã hấp thụ được toàn bộ truyền thừa của Chí Tôn thần mộ, lúc này coi hắn là thần tiên của vực diệt vong cũng không hề ngoa. "Bái kiến thánh chủ." Tất cả người của Thiên Thần Điện đều quỳ xuống hành lễ. "Ừ." Diệp Viêm nhìn đám đông, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lôi Hổ. Chỉ vài giây thôi mà, bỗng nhiên Lôi Hổ phải ngồi phịch xuống đất, mặt ông ta tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, thật quá khủng khiếp. Lôi Hổ run rẩy, cảm giác da đầu tê dại. Ông ta không thể ngờ được rằng Thánh Quân Diệp Viêm chỉ nhìn một cái mà ông ta đã không đỡ được. Sự chênh lệch lớn đến vậy sao?
Không chỉ có ông ta mà cả minh chủ cửu cung, các cao thủ khác cũng đều không thể chống lại được nguồn áp lực. Đám đông biết bọn họ đã bị uy lực của Diệp Viêm chấn nhiếp. Đây chính là sức mạnh bá đạo của thành quân Diệp Viêm. Một đám con sâu cái kiến, ai cho các người dũng khí bước vào núi thần tiên của tôi vậy? Diệp Viêm từ từ bước tới, khuôn mặt vô cùng điềm nhiên. Trên người hắn không hề có chút khí sát nào. Dù sao, thì đối với đám con sâu cái kiến, hắn hà tất phải phóng sát ý làm gì? Chỉ có sự khinh thường mà thôi. Cùng với bước chân của Diệp Viêm, ánh sáng quanh hắn cũng trở nên hùng hậu hơn. Đám người bị chấn nhiếp, căn bản không thể nhúc nhích. Tất cả đứng im một chỗ với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Diệp Viêm bước tới tiếp, những nơi mà ánh sáng của hắn chạm vào thì không một ai sống sót. Đám người dưới núi cũng hoảng loạn. Đây là thủ đoạn gì vậy? Ánh sáng gì thế này? Giết, giết Diệp Viêm đi. Lôi hổ gầm lên, đánh thức những kẻ đang đứng đơ ra. Với tình hình này chỉ có thể dốc sức chiến đấu thôi. Nếu như đợi Diệp Viêm đi hết, thì tất cả sẽ bị ánh sáng kia nuốt chửng mất. Mọi người đều là người thông minh, đương nhiên là hiểu điều đó rồi. Đám đông đồng loạt nhìn lên Diệp Viêm và tấn công. Thế nhưng Diệp Viêm vẫn vô cùng sừng sững. Hắn không hề né tránh, cứ mặc cho đối phương lao lên. Thế nhưng dù bọn họ có tấn công thế nào, thì hắn cũng không hề hấn gì. Lúc này cơ thể hắn như được làm từ sắt thép vậy, tất cả đều trố tròn mắt. Yếu quá, Diệp Viêm lắc đầu. Diệp Viêm, đừng quá ngông cuồng. Lôi hổ tức giận, dẫn đầu đoàn quân xông tới. Diệp Viêm chẳng buồn quan tâm, hắn chỉ khẽ nhấc tay và siết chặt. Ầm, nguồn sức mạnh dội về phía đám người lôi hổ. Trong nháy mắt, bọn họ đồng loạt bật về sau, đất đá bay tứ tung. Sau đó hắn tung một cú đấm từ trong không gian. Bùm, tất cả đều bị đánh bật xuống núi, miệng phun ra máu. Hả? Tất cả bàng hoàng. Đám người lôi hổ không đỡ nổi cả một đòn của hắn. Đây là những người mạnh nhất trong liên minh đấy. Nếu là lúc ở Chí Tôn Hoành Mộ, tôi chưa đột phá lục địa thần tiên, thì các người có khi còn uy hiếp được tôi chút ít. Giờ thì các người không còn là đối thủ của tôi nữa. Lôi hổ, tôi khuyên ông nên đầu hàng đi. Diệp Viêm lên tiếng, đây là cơ hội duy nhất của ông đấy, phải biết quý trọng vào. Lôi hổ tối mặt, trừng mắt nhìn về phía trước. Đúng lúc này một giọng nói từ bên ngoài núi vọng tới. Vực diệt vong, đâu phải một mình thánh quân quyết là xong đâu. Dứt lời, một luồng sáng phóng vọt lên trời. Lôi hổ quay lại nhìn với vẻ vui mừng. Các chủ! Hạo Thiên đạp không trung bước tới, ánh sáng chiếu theo dưới chân, tựa như tiên nhân tấn công lên núi thiên thần. Kết giới xoay ở trước mặt ông ta chỉ như tờ giấy, trong nháy mắt vỡ vụn. Cái gì? Vô số người chấn động, ngay cả người của thiên thần điện cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Phải biết rằng sức chống đỡ của màn chắn thứ hai còn mạnh hơn so với màn chắn thứ nhất. Màn chắn thứ nhất là để tách quân liên minh ra, còn màn chắn thứ hai dùng để chặn đường quân liên minh. Sức chống đỡ đương nhiên khác nhau một trời một vực. Nhưng Hạo Thiên lại có thể dễ dàng phá vỡ nó. Thực lực không lẽ đã đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên? Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hạo Thiên, chỉ thấy cơ thể ông ta được ánh sáng mãnh liệt bao phủ, thân xác sừng sững chói mắt như một vị thần. Ông ta đột phá cảnh giới lục địa thần tiên rồi à? Có người thất thanh nói. Không, ông ta chưa đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên, chỉ là cưỡng ép nâng thực lực của mình lên tới cảnh giới lục địa thần tiên trong thời gian ngắn thôi. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Nghe vậy, những người xung quanh lộ ra vẻ khó tin. Lúc này Lôi Hổ mới hiểu được vì sao sau khi Hạo Thiên lên núi Thiên Thần vẫn luôn lựa chọn ngồi yên. Thì ra ông ta đang vận sức chờ phát động. Ông ta biết không ai có thể chống lại được Diệp Viêm, vì vậy ông ta lựa chọn bảo toàn thực lực, chuẩn bị sẵn sàng, dùng bí pháp châm bạc đan dược nâng cao tu vi của mình để chống lại Diệp Viêm, lục địa thần tiên chân chính. Tổng Minh Chủ, Tổng Minh Chủ, bái kiến Tổng Minh Chủ. Vô số người của liên minh nước mắt vui mừng nhìn nhân ảnh trên trời, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Sự xuất hiện mạnh mẽ của Hạo Thiên khiến tinh thần của liên minh trào dâng. Hạo Thiên, chắc ông đã hiến tế thọ nguyên phải không? Diệp Viêm thản nhiên nhìn chăm chú và Hạo Thiên bình tĩnh nói. Vì giết tôi, ông lại làm đến mức đó ư? Cho dù ông có thắng, chỉ sợ đời này cũng khó đột phá cảnh giới lục địa thần tiên lần nữa. Ông cần gì phải tự làm khổ mình? Diệp Viêm, tôi là vì muôn dân, vì vực diệt vong. Thiên thần điện các người tàn sát vực diệt vong, không chuyện ác nào không làm, tàn bạo nhẫn tâm. Hôm nay không hủy diệt thiên thần điện các người, tôi thề không bỏ cuộc. Hạo Thiên lên tiếng, giọng nói hệt như âm thanh của trời đất, vô cùng khí thế. Nực cười, Diệp Viêm lắc đầu. Ông cho rằng tôi không biết ông đang suy nghĩ gì sao? Ông biết đời này ông không thể đột phá được cảnh giới lục địa thần tiên, nên muốn giết tôi, cướp lấy cơ duyên trên người tôi để giúp ông đột phá phải không? Những lời này vừa nói, trong mắt Hạo Thiên lóe lên một tia sáng cực kỳ lạ. Xem ra tôi nói đúng rồi, Diệp Viêm cười nhạt nói.
Ông vì nâng cao sức mạnh để chống lại tôi, hiến tế thọ nguyên, hiến tế thiên phú, liều lĩnh như vậy cũng là vì nhẫn chí tôn trong tay tôi, cũng là vì một thân tu vi này của tôi. Tính toán của ông rất hay, chỉ tiếc chưa chắc ông có thể làm được. Tôi không tin thiên thần điện có thể chống lại toàn bộ vực diệt vong. Hạo Thiên khản giọng nói, các ông không có tư cách đại diện cho toàn bộ vực diệt vong. Nếu như người của càn khôn thiên địa có thể tới, có lẽ tôi còn không đích nổi. Nhưng chỉ có dựa vào các người thì sẵn sàng chịu chết đi. Vậy thử xem, ý chí chiến đấu của Hạo Thiên rất mạnh, sát ý xông trào, không chút do dự, chỉ tay vào Diệp Viêm. Vèo, một tia sáng từ đầu ngón tay ông ta bắn ra, giống như khí thức đánh về phía Diệp Viêm. Hào quang hai bên Diệp Viêm lập tức hội tụ, hóa thành một tấm khiên lớn, ngăn chặn tia khí thức lúc này. Tấn công giết thiên thần điện, tiêu diệt Diệp Viêm, trừ hại cho vực diệt vong, hôm nay, giết! Hạo Thiên vung tay lên. Tất cả người của liên minh hăng hái xông lên, lại lao lên đỉnh núi thiên thần. Bảo vệ thần điện, chiến! Diệp Viêm cũng hét lên, sau đó tiến về phía trước, tạo thành một vòng tròn gợn sóng màu vàng, nghiêng trời, giết về phía Hạo Thiên. Ánh mắt Hạo Thiên siết chặt, gầm lên một tiếng, chiến đấu với Diệp Viêm, núi thiên thần, máu chảy thành sông. Keng keng, tiếng xích sắt va chạm vào nhau vang lên, chỉ thấy trong căn phòng trống rỗng, Phu Hồng đang dùng hết sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sợi xích sắt đang trói buộc mình, nhưng xích sắt được làm bằng chất liệu rất đặc biệt, căn bản không thể nào dựa vào chút sức lực giãy giụa của cô ta. Huống hồ, xích sắt còn áp chế phần lớn khí lực của cô ta, khiến cô ta không có cách nào thúc giục sức mạnh phi thăng. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cuộc chiến bên ngoài kết thúc thì mình cũng đã xong đời. Phu Hồng nhìn xương trắng dày đặc trong trận pháp lớn trước mặt, da đầu tê dại, cắn chặt răng, chỉ ra có thể dùng ngón tay trái móc lấy cổ tay còn lại. Móng tay không được tính là khỏe, nhưng với sự tàn nhẫn của cô ta thì chúng vẫn bám nát thịt cổ tay. Nếu bẻ gãy cổ tay, mặc dù đau nhưng chỉ đau một thời gian, mà kiểu dùng ngón tay từ từ cấu thịt xuống còn đau hơn bị lăng trì. Phu Hồng đau đến mức cả người đều run lẩy bẩy. Mặc dù tu vi của cô ta cực cao nhưng cũng không thể không để ý đến đau đớn. Sắc mặt cô ta tái nhợt, hàm răng như muốn vỡ nát, khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Máu tươi và thịt nát rơi xuống theo cánh tay của cô ta, cánh tay vốn trắng nõn đã bị nhuốm màu đỏ của máu. Cuối cùng, Vu Hồng hít một hơi thật sâu, một cánh tay rơi xuống, thoát khỏi xích sắt. Cổ tay trái của cô ta hoàn toàn sắp đứt, nhưng vẫn còn một cổ tay bị xích trói lại. Đôi mắt của cô ta dữ tợn, dùng hết sức giận mạnh, sợi xích sắt ra, sau đó dùng miệng cắn đứt cổ tay phải. Vu Hồng rơi xuống khỏi xích sắt, ngã trên mặt đất thở hổn hển, cơ thể còn đang run rẩy, hai tay cô ta đứt lìa, nhưng đối với người hành nghề y mà nói, đây không tính là gì, chỉ cần có thể chạy thoát, chút thương tích này hoàn toàn có thể hồi phục. Vu Hồng không dám do dự, ổn định hơi thở, lập tức bỏ dậy chuẩn bị thoát khỏi nơi này. Vu Hồng đại nhân, khoan, khoan đã. Lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên. Nhìn lại rõ ràng là Hoa Thiên Hải, ông ta dường như đã khôi phục lại chút ý thức, nhưng toàn thân bè bét máu, vết thương rất nặng, căn bản không thể bẻ cổ để tay rời đi như Vu Hồng. Vu Hồng đại nhân, xin cô cứu tôi đi, chỉ cần cô đồng ý cứu tôi, Ngũ Phương Băng Nguyên chúng tôi nhất định sẽ nhớ tình này của cô, tương lai tôi nhất định sẽ báo đáp cô. Hoa Thiên Hải khản giọng nói, chỉ có mấy chữ đó, ông ta đã phải dốc hết sức lực nói ra. Hà Minh Chủ, bây giờ tôi còn khó bảo toàn mạng tôi, cứu ông kiểu gì, ông tự cầu phúc đi. Vu Hồng thấp giọng nói, rồi xoay người rời đi. Cô ta vốn không phải người tốt lành gì, sao có thể có lòng tốt mạo hiểm cứu Hoa Thiên Hải? Huống chi, hai tay cô ta đều gãy, khó mà cứu được. Giờ chỉ gặp phải một người nào đó của Thiên Thần Điện cũng có thể giết chết cô ta, sao cô ta dám tiếp tục trì hoãn? Vu Hồng chống đỡ cơ thể vô lực bước nhanh đến cửa chính. Hoa Thiên Hải trợn to mắt, tuyệt vọng nhìn chăm chăm bóng lưng Vu Hồng, mặt xám như tro. Nhưng ngay lúc Vu Hồng sắp ra khỏi căn phòng, lộc bộc, cửa phòng tự động mở ra. Sau đó một bóng người xuất hiện trước mặt Phu Hồng, hô hấp Phu Hồng run rẩy mãnh liệt, liên tục lùi về phía sau, kinh hãi nhìn người đến. Người trước mặt này chính là người lúc trước đã bắt cô ta vào đây. Cô muốn đi đâu? Người đàn ông uống rượu trong hồ đô, vẻ mặt say khướt cười hỏi. Phu Hồng run cầm cập, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trên mặt đất. Đại nhân tha cho tôi, van xin anh thả tôi đi, chỉ cần anh có thể thả tôi sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho anh. Vu Hồng không ngừng xin tha, không hề có ý định chống cự, nhưng đối phương dường như chẳng để ý lời cầu xin của cô ta. Cô có biết thiên thần điện chúng tôi xử lý những tù binh chạy trốn như thế nào không? Người đàn ông vừa uống rượu, vừa nghiền ngẫm nhìn Vu Hồng cười nói, chúng tôi sẽ tách rời, chỉ giữ lại não và dây thần kinh, sau đó đặt vào thùng chứa đặc biệt.
sẽ không thể chết, nhưng có ý thức, hơn nữa còn cảm thấy thần kinh đau đớn. Chúng tôi sẽ hành hạ người đó 10 năm, 100 năm, khiến những tù binh này suốt đời nếm trải đau đớn cho đến khi chết đi. Vu Hồng sợ đến mức ngã quỵ trên mặt đất, mặt cắt không còn giọt máu. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy là chuyện con người có thể làm ra sao? Không, đừng mà, đừng mà. Vu Hồng điên cuồng run rẩy, tựa như con mèo nhỏ bị hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, cô ta đột nhiên nhảy lên, hai cánh tay bị đứt, không biết đã khôi phục từ bao giờ, cầm dao gằm lạnh lẽo, hung hăng đâm về phía người đàn ông. Chết đi! Vẻ sợ hãi trên mặt Vu Hồng biến mất không dấu vết, thay vào đó là sát ý vô tận. Chiêu này vô cùng ác liệt, làm người khác căn bản không phản ứng kịp. Nhưng ngay khoảnh khắc dao găm tới gần, lộc bộc, hồ lô rượu của đối phương vừa đúng lúc bay tới, chặn lại con dao găm đang đâm tới. Cái gì? Vu Hồng trợn tròn mắt, bịch, một chân hung hăng đá vào bụng của ta. Vu Hồng bay ra khỏi chỗ, ngã mạnh trên mặt đất, lăn lộn mấy vòng, miệng phun ra máu tươi không thể dậy nổi. Hoa Thiên Hải thấy vậy, nhắm mắt lại. Chạy trốn đã đành, lại còn muốn giết tôi. À đàn bà này, xem ra chỉ chặt đứt cô, bỏ vào trong thùng chứa còn chưa đủ. Tôi còn phải dùng thuốc kéo dài mạng của cô, cho cô nếm đủ đau khổ 100 năm, 1000 năm mới được. Cơn say của người đàn ông tiêu tan, thay vào đó là sự lạnh lùng và hung ác. Hắn chậm rãi đi về phía Vu Hồng, từng luồng sát khí tràn ngập. Không, không được. Miệng Vu Hồng be bét máu, yếu ớt kêu lên, nhưng đối phương chẳng thèm để ý. Hắn treo hồ lô rượu lại về bên hông, sau đó lấy ra một thứ giống như dao, giải phẫu từ trên người, híp mắt đánh giá cơ thể Vu Hồng. Bây giờ, tôi nên cắt cô thành từng mảnh từ đâu đây? Đại nhân, xin tha cho tôi đi. Vu Hồng bật khóc ra tiếng, đời này của cô ta chưa bao giờ trải qua cảnh tượng tuyệt vọng như vậy. Cho dù lúc trước bị người của Thiên Thần Điện đuổi giết, cũng chưa từng bị như vậy. Ai cứu tôi với? Có ai cứu tôi với? Vu Hồng tuyệt vọng gào thét, dùng hết sức lực, nhưng nơi này là Thiên Thần Điện. Ai có thể cứu cô ta? Vu Hồng nhắm mắt lại, nước mắt và máu giàn giụa trên mặt. Nhưng đúng lúc này, lộc bộc, tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên trong Thiên Thần Điện yên tĩnh. Sau đó một giọng nói từ cửa truyền tới. Diệp Viêm đâu? Ba chữ đơn giản khiến người đàn ông đột ngột quay đầu. Vu Hồng mở mắt ra, khi nhìn thấy bóng dáng kia, cô ta mừng như điên. Là Minh Chủ, là anh, là Minh Chủ, mau cứu tôi với. Vu Hồng kêu lên. Hoa Thiên Hải cũng rất kinh ngạc. Nhưng rất nhanh trên mặt lại hiện ra vẻ tuyệt vọng. Vu Minh Chủ, cô cảm thấy Lâm Minh có thể là đối thủ của người này sao? Cậu ta đến đây chẳng qua cũng chỉ là nhiều hơn một vật tế phẩm mà thôi. Hoa Thiên Hải khàn giọng nói. Ông ta thừa nhận thực lực của Lâm Minh rất mạnh, nhưng đối mặt với cao thủ siêu cấp của Thiên Thần Điện, ngay cả những người này đều thất bại, Lâm Minh thì làm được gì? Mày là Lâm Minh à? Người đàn ông nhíu mày thở ơ nói. Đây là lần đầu tiên người đàn ông này gặp Lâm Minh. Lúc trước khi Lâm Minh gây náo loạn ở Thiên Thần Điện, hắn không có mặt ở đó, nhưng hắn vô cùng tức giận khi biết chuyện này, lại có người dám đến gây loạn ở Thiên Thần Điện, còn an toàn rút lui, quả thực vô cùng nhục nhã. Xem ra ở đây lại có thêm một vật tế. Người đàn ông thờ ơ nói, sau đó đi về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao. Người đàn ông nghi hoặc hỏi, ta hỏi mày, Diệp Viêm đang ở đâu? Lâm Minh khản giọng nói, tên của Thánh Quân, sao có thể để mày gọi bừa như vậy? Người đàn ông thờ ơ nói, bừng bừng khí thế, đi về phía Lâm Minh. Phù phù, uy áp cuồn cuộn giống như một bàn tay vô hình, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh về phía Lâm Minh. Ầm, uy áp đánh tới, toàn bộ Thiên Thần Điện rung chuyển. Nhưng Lâm Minh đứng ở nơi xa, chỉ có áo khoác bị thổi bay, không hề hấn gì. Cái gì? Người đàn ông thở dốc. Vu Hồng và Hoa Thiên Hải cũng trợn tròn mắt, có vẻ như mày không muốn nói sự thật. Lâm Minh nâng tay lên, nhìn ngón tay của mình rồi đột nhiên ngẩng đầu, con người đỏ rực, sau đó cả người biến thành tàn ảnh, biến mất không thấy tăm hơi. Người đàn ông cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng lùi về sau, nhưng hắn còn chưa lùi được mấy bước, răng rắc, một bàn tay nắm lấy cổ hắn, nhấc bổng lên. A! Chân của người đàn ông nhấc lên không trung, điên cuồng đá loạn xạ, hai tay vô thức nắm lấy bàn tay Lâm Minh, cố gắng kéo nó ra, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể kéo được tay Lâm Minh ra. Cứ như bàn tay dính chặt vào cổ hắn, ánh mắt người đàn ông trở nên hung ác, hai tay thúc giục sức mạnh, hung hăng đánh vào ngực Lâm Minh. Hai bàn tay bùng lên ngọn lửa, cực kỳ hung bạo, đập mạnh vào ngực Lâm Minh. Nhưng, một quyền đấm xuống, Lâm Minh vẫn không có cảm giác, chỉ có cơ thể khẽ lắc lư. Không thể nào, người đàn ông mở to mắt. Vèo, cánh tay Lâm Minh vung lên, ném người đàn ông ra ngoài. Người đàn ông bay về phía đỉnh lô, cách đó không xa, đập nát cả đỉnh lô. Người đàn ông lăn lộn trên mặt đất, miệng không ngừng phun ra ngụm máu. Sau lưng đứt toác một mảng da lớn. Vu Hồng và Hoa Thiên Hải hoàn toàn chết lặng, bọn họ không ngờ Lâm Minh lại mạnh như vậy.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Da đầu Hoa Thiên Hải tê dại, con ngươi như sắp rớt ra ngoài. Trước đây ông ta đã từng đấu với Lâm Minh, trình độ của Lâm Minh như thế nào ông ta biết rõ, nhưng thực lực lúc này của Lâm Minh hoàn toàn khác trước. Dựa vào sức mạnh này, với năng lực của Hoa Thiên Hải căn bản không thể đối kháng. Nếu biết Lâm Minh có trình độ như ngày hôm nay, sao Hoa Thiên Hải dám khiêu chiến với Lâm Minh? Lâm Minh không thèm để ý đến người đàn ông đó mà đi đến đỉnh lâu phía sau hắn. Lâm Minh hoàn toàn biết rõ lực vừa nãy mạnh đến mức nào, tuy nhiên dưới một đòn như vậy, đỉnh lâu chỉ bị nứt một chút. Như vậy có thể thấy, chất liệu của đỉnh lâu này vô cùng đặc thù, đỉnh lâu bình thường không thể so sánh cùng. Xem ra đỉnh lâu của Diệp Viêm không tầm thường, có lẽ có thể sử dụng được. Lâm Minh lẩm bẩm, sau đó đi về phía người đàn ông. Người đàn ông khó khăn bò dậy, chụp lấy hồ lô bên thắt lưng vội vàng đổ vào miệng. Rượu đi xuống bụng, khí tức xung quanh hắn cũng thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Lâm Minh lặng lặng nhìn, anh ta có thể nhận ra bên trong rượu có vị thuốc có hiệu lực thần kỳ. Sau khi uống hết rượu trong hồ lô, khí tức người đàn ông đã nâng lên cấp độ cao hơn. Giết! Sau khi gầm lên một tiếng, hắn lao về phía Lâm Minh. Đang lúc chạy như bay, trên người hắn xuất hiện một quả cầu lửa. Thật kinh khủng! Lâm Minh chủ, cẩn thận! Vu Hồng căng thẳng kêu lên, nhưng Lâm Minh không thèm để ý, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông, sau đó thở ơ nói. Lửa! Phù phù, một ngọn lửa 7 màu bùng lên từ người Lâm Minh. Cột lửa ngút trời, đâm thủng trần nhà. So với ngọn lửa của Lâm Minh, ngọn lửa của người đàn ông không đáng nhắc đến. Cái gì? Đôi mắt người đàn ông mở to, hắn không thể tin những người gì đang nhìn thấy. Khi đến gần, ngọn lửa của hắn đã bị một ngọn lửa trên người Lâm Minh nuốt chửng hoàn toàn. Chỉ thấy Lâm Minh giơ một tay lên, lần nữa bóp cổ người đàn ông, sau đó đập mạnh hắn xuống sàn. Bùm! Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, thiên thần điện rung lên dữ dội, sức mạnh vô vận làm các bức tường trong điện nứt toác. Người đàn ông bị chấn động đến mức biến dạng, xương trên người gãy vô số, hoàn toàn không thể đứng dậy. Hắn chật vật nhìn Lâm Minh, há miệng muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được lời nào. Lâm Minh rút hết dị hỏa trên người, bình tĩnh nhìn người đàn ông. Diệp Viêm ở đâu? Ngoài điện, điện chủ ở ngoài điện. Lâm Minh chủ, mau giết người này, không thể trì hoãn nữa. Nếu để Diệp Viêm biết tình hình nơi này, một khi hắn quay trở lại, không ai trong chúng ta có thể rời đi. Lâm Minh nghe vậy nhìn ra ngoài điện, sau đó bỗng nhiên phát lực. Phụt, lúc này cổ người đàn ông bị bóp gãy, dị hỏa rơi xuống, đốt cháy cơ thể, thiêu hắn thành tro. Hoa Thiên Hải trầm mặc, ông ta không ngờ được thực lực của Lâm Minh mạnh như vậy. Lâm Minh đi về phía Vu Hồng, đâm cho cô ta vài châm bạc. Vu Hồng phun ra ngụm khí, đôi mắt khẽ chuyển động. Lâm Minh chủ, anh vừa cứu tôi không biết nên trả ơn như thế nào, chi bằng tôi lấy thân báo đáp anh nhé. Lần này Vu Hồng hoàn toàn bị Lâm Minh khuất phục. Có người phụ nữ nào không thích anh hùng đã cứu mình chứ? Mặc dù thực lực của Vu Hồng mạnh mẽ, là minh chủ liên minh, nhưng mấy lần Lâm Minh cứu giúp, cô ta đã sớm yêu người này rồi. Tuy nhiên, Lâm Minh trông rất bình tĩnh. Vu Hồng minh chủ, tại sao cô bị bắt? Chuyện này dài lắm, chúng ta trở về rồi nói. Vẻ mặt Vu Hồng không được tự nhiên, cô ta cũng không thể nói với Lâm Minh rằng cô ta muốn lấy được vài thứ tốt từ Thiên Thần Điện nên mới âm thầm lẻn vào. Lâm Minh không hỏi nữa, mà nhìn về phía Hoa Thiên Hải đang bị treo lên cao, sắc mặt Hoa Thiên Hải vô cùng đặc sắc. Há miệng, muốn nhờ Lâm Minh giúp đỡ, nhưng không thể nào mở miệng được. Nhưng lúc này, Lâm Minh đột nhiên vùng tay lên, răng rắc, xích sắt, treo Hoa Thiên Hải lập tức đứt lìa. Đứng trước sức mạnh của Lâm Minh, ông ta yếu ớt thảm hại. Hoa Thiên Hải ngã xuống, vô cùng nhếch nhác, nhưng ông ta không để ý đến vết thương của mình, mà đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Cậu, sao cậu lại cứu tôi? Hoa Thiên Hải gần như không tin vào mắt mình, ông ta là ai, chắc chắn trong lòng Lâm Minh biết rõ, dù sao lúc trước ở băng nguyên, nhất định Đoạn Thiên Tường đã nói cho Lâm Minh biết bộ mặt thật của ông ta. Trong mắt mọi người, ông ta là loại người thất tín bội nghĩa, tội ác tày trời, không đáng được cứu. Nhưng Lâm Minh vẫn cứu, cứu kẻ địch này, cứu tên ác nhân này. Vì sao? Hoa Thiên Hải ngơ ngác hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi chỉ nghĩ là tới tình nghĩa của cô Hoa Vi Vi mà thôi. Lâm Minh thở ơ nói, lúc trước bên ngoài thành Ngũ Phương băng nguyên, Hoa Vi Vi nhiều lần liều mình cứu giúp, Lâm Minh tôi là người ân oán rõ ràng, tôi thiếu nợ cô ấy, lúc này đơn giản là trả lại cho cô ấy thôi. Khuôn mặt Hoa Thiên Hải cứng đờ. Vi Vi nó không giận tôi ư? Rõ ràng tôi đối xử với nó như vậy. Quả thực cô ấy hận ông thất tín bội nghĩa, hận ông lòng lang dạ sói, nhưng dù sao ông vẫn là bố của cô ấy, là người sinh dưỡng cô ấy. Có lẽ ông có lỗi với người trong thiên hạ, nhưng ông không có lỗi với cô ấy. Lâm Minh chắp tay tay sau lưng thản nhiên nói, nếu như đổi lại là tôi chắc chắn sẽ băm ông thành trăm mảnh. Loại người như ông không xứng sống trên đời, nhưng nghĩ lại vẫn nên quên đi, bởi vì vực diệt vong có quá nhiều người giống như ông.
Vực diệt vong giống như chốn thần tiên, nơi này rất đẹp, linh khí dồi dào, nhưng người ở nơi này không xứng với cảnh đẹp của nơi này. Ở đây có rất nhiều người giống Hoa Thiên Hải ông, vô cùng hèn hạ ích kỷ, tôi giết ông thì được gì? Ánh mắt Hoa Thiên Hải ngây dại, khó tin nhìn Lâm Minh. Những lời nói này, nếu như là lúc trước, ông ta sẽ không thèm để ý. Nhưng ngày hôm nay, ông ta lại cảm thấy nhục nhã xấu hổ không chịu nổi. Hóa ra bản thân mình trong mắt người khác là kẻ hèn mọn đến vậy, cực kỳ đáng thương. Lâm Minh móc ra mấy viên thuốc từ trên người, vứt trên mặt đất, lạnh nhạt nói. Đi ra từ sau điện, Liên minh Thanh Huyền chúng tôi đóng quân ở sau điện. Ông tới đó sẽ có người sắp xếp cho ông rời đi, hiểu chưa? Vẻ mặt Hoa Thiên Hải sụp đổ, nhìn mấy viên đan dược lăn xuống bên cạnh mình, cắn môi dưới, đưa tay nhặt lên. Cảm ơn. Ông ta thấp giọng nói một câu, mặc dù rất nhỏ, Lâm Minh xoay người đi, ra ngoài cửa lớn. Vô Hồng kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Lâm Minh, trong con người xinh đẹp lóe lên vẻ kỳ lạ. Lâm Minh, rốt cuộc anh là người như thế nào? Trên núi Thiên Thần, giờ phút này, máu tươi ngút trời, chiêu thức cường đại mà kinh khủng, đổ tung cả ngọn núi lớn, tan tành. Trên đất đều là thi thể, máu tươi chảy thành dòng suối, từ trên núi thẳng xuống chân núi, gần như muốn biến thành một cái hố. Chiến sự có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, người của Thiên Thần Điện tuy ít nhưng thực lực vô cùng mạnh, nếu các liên minh lớn không có ưu thế vượt trội về số người, căn bản sẽ không chống đỡ được đến bây giờ, nhưng nhìn tình hình trước mắt, cho dù mọi người chiếm được núi Thiên Thần, e rằng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Hạo Thiên và Diệp Viêm đang chém giết nhau, sự thành bại của hai người ảnh hưởng toàn bộ tình hình chiến sự, nhưng chỉ thấy hai người bay lên không trung cao vạn trượng, giống như hai ngôi sao đang bay, liên tục va chạm vào nhau, phóng ra uy áp cuồn cuộn. Từng đạo tia sáng rực rỡ xuyên qua những màn bay đen, chiếu xuống mặt đất, sau đó là những tiếng nổ dữ dội không ngừng truyền đến, đủ để làm thủng mang nhĩ con người. Đây chính là cuộc chiến giữa những tiên nhân. Đây chính là cuộc chiến ngoài sức tưởng tượng của người phàm. Hai người coi như ngang tài ngang sức, đánh nhau cả tiếng đồng hồ, vẫn chưa phần thắng bại. Không tồi, Hạo Thiên, không ngờ sau khi ông hiến tế mọi thứ, lại có thể chống lại sức mạnh của lục địa thần tiên. Rất tốt. Sau một trận đối đầu, Diệp Phiêm lui lại, đứng giữa không trung, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên chắp hai tay sau lưng, hô hấp đều đều, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Tôi cách lục địa thần tiên chẳng qua chỉ một bước, dù chưa đột phá, nhưng sau khi tôi hiến tế mọi thứ, đã bù lại khoảng cách một bước này rồi. Diệp Viêm, sao tôi lại không giết được cậu chứ? Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Vậy ư, nhưng tôi nghĩ hình như ông hơi kiêu ngạo, cũng quá chắc chắn rồi. Diệp Viêm lắc đầu. Không phải ông sẽ cho rằng tôi vừa mới đột phá lục địa thần tiên đấy chứ? Hạo Thiên căng thẳng. Tập 739 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.